Bạc Liêu hiện có 11 điểm du lịch tiêu biểu trong tổng số 53 điểm du lịch tiêu biểu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận. Đây là tiền đề để hướng đến mục tiêu đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của khu vực. Được xác định là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thời gian qua, ngành du lịch Bạc Liêu đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao dân trí. Xây dựng và quảng bá về hình ảnh văn hóa con người Bạc Liêu năng động, hiếu khách, thân thiện. Để khai thác phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên du lịch của tỉnh nhà, ngành du lịch huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, tạo cơ chế môi trường thuận lợi, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án có quy mô lớn, trọng điểm để tạo động lực và sức lan tỏa cho du lịch phát triển, tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Tranh thủ các cái nguồn lực từ các cái chương trình mục tiêu của Trung ương, trong đó thì có hai chương trình mục tiêu lớn là chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới cũng như là chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong đó có các cái dự án, đề án liên quan đến phát triển du lịch thì chúng tôi sẽ tập trung tham mưu và tranh thủ các cái nguồn lực, nguồn vốn của Trung ương cũng như là từ ngân sách của tỉnh để hình thành các cái sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các cái địa phương. Đặc biệt là sẽ tham mưu thực hiện tốt cái chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đã được ký kết tại Bạc Liêu vào năm 2019, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch.